Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách chơi bài làm người yêu anh nhé baby. Bài này hôm nay thì cái hợp âm mà mình hướng dẫn trong clip ý, thì nó sẽ không phải là những hợp âm dễ nhất của bài này, nghĩa là nó có cái tông đô trưởng nó dễ bấm hơn, nhưng mà mình thấy cái tông này nó khá là khó hát, nghĩa đoạn đầu trước đoạn điệp khúc ý, thì nó khá là thấp. Mình nghĩ là giọng mình là nữ nó cũng tương đối thấp rồi, mình không hát được thì giọng các bạn nữ sẽ khá là khó hát ý, cho nên là hơi ưu tiên các bạn nữ một chút nhá. Đây là cái clip này thì sẽ là cái thuộc cái tông giọng mà mình nghĩ là nữ sẽ dễ hát hơn nhá. Vậy chúng ta đi vào bài luôn. Bài này thì chúng ta sẽ có những hợp âm sau. Đầu tiên là re trưởng, ký hiệu là D. Cái hợp âm này thì tương đối là dễ ấn nhá. Các bạn dùng 3 ngón 1 2 3 ấn vào 3 giây trên này của ngăn 2, giây 4, giây 3 và giây 2. Đây, như này. Re trưởng. Khi ấn thì có thể là cái đàn này của mình là cỡ tương đối nhỏ rồi nhá. Nếu như các bạn nào mà quen ngửa cái tay khi ấn như này thì nó sẽ khá là khó ấn. Nó sẽ bị kiểu chèn sang ô khác đi. Khi đấy thì các bạn cố gắng xoay cái tay dọc ra nhá. Thì ấn một cái này nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Re trưởng. Rồi, tiếp theo là son trưởng, cực kỳ là quen thuộc. Ngón 1, giây 3 ngăn 2, ngón 2, giây 1 ngăn 2 và ngón 3, giây 2 ngăn 3. Tiếp theo là mi thứ, ký hiệu là M, hình bậc thang liên ngón 1 và dây 1 ngăn 2, tiếp tục dây 2 ngăn 3 và dây 3 ngăn 4, hình bậc thang mi thứ. Tiếp theo là si thứ. Hôm nay tương đối là khó ấn, mình thấy hợp nào liên quan đến si thì nó đều không dễ cho lắm, nhưng mà nói chung là chúng ta không thể trốn tránh được mãi đúng không, cuối cùng thì chúng ta sẽ phải tập ấn si thôi. Thì cách ấn si thứ BM là ngón 1 các bạn chặn hết vào cánh ngăn 2 này, chặn hết luôn. Chưa? Ngón số 3 ấn vào dây 4 ngăn 4. Si thứ. Rồi, khi ấn cái si thứ này các bạn chú ý là cái ngón tay này của mình phải thẳng nhá, thẳng tắp như này. Nếu các bạn mà ấn như thế này, thấy không? Thì ở phía dưới này, mấy dây dưới này nó sẽ không chạm vào dây kim, hoặc là mình ấn ở dưới nhưng mà trên lại không có lực. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao mà cố gắng dồn hết lực vào đều cả ngón tay nhá. Và đằng sau này, nhìn đằng sau này. Nghĩa là chúng ta gần như là chúng ta cầm một cái gì đấy chặt, tạo thành một cái lực nhá. Thế thôi, chúng ta thấy thôi, không có gì hết. Dần dần sẽ quen. Si. Rồi, và cuối cùng là hợp âm đô trưởng. Ấn cực kỳ dễ, dùng ngón số 3. 1, 2, 3. Ấn vào dây 1 ngăn 3. Đô trưởng. Rồi, thế là hết hợp âm của bài này. Chúng ta chuyển sang phần quạt trà nhé. À, còn về cái thứ tự hợp âm ấy, bài này thì nó không có vòng, đoạn dưới thì có vòng, nhưng mà nói chung là nó cũng không dễ nhớ lắm đâu, cho nên là các bạn cứ vào trang hợp âm chuẩn hoặc là lên Google tìm theo tên bài hát ấy nhé, và thêm chữ hợp âm là sẽ có cái hợp âm nhé. Thì chung chúng ta nhìn nó sẽ dễ nhớ hơn. Bạn nào mà chỉ nhớ tốt thì cứ nhớ, còn mình thì thực sự mình không thể nhớ được. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang phần tay phải nhá. Về tay phải thì nói chung là cái điệu của bài này hôm nay thì nó cũng khá là quen thuộc thôi, nó không có gì đặc biệt cả. Phần phía lời phía trên đầu của đoạn mà em đang im còn anh, thì em đang im còn trước đoạn điệp khúc mà cái yêu mình anh được không ấy, thì chúng ta sẽ chơi điệu này. Rất quen thuộc thôi, chắc khá là nhiều bạn biết nó rồi. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên. Quen không? Rất quen đúng không? Xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên là một vòng. Thì ghép lại theo vòng tròn nó sẽ là xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên, xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên, xuống, xuống, lên. Rồi, có nghĩa là chúng ta sẽ đánh đoạn đầu như sau. Dụ giữ một hợp âm, re trưởng trước này. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên. Chuyển, xuống, lên, lên, xuống, lên. Chuyển, xuống, lên. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên, chuyển, xuống, lên, lên, xuống, lên, chuyển, xuống, lên, xuống, lên. Cứ như thế nhá, thì là hết. Chỉ có duy nhất, nghĩa là mình cứ hết một vòng như thế, mình chuyển. Chỉ duy nhất cái câu mà anh đợi chờ đôi mắt ngoan ngại ngùng ngó sang. Anh đợi chờ đôi mắt ngoan ngại ngùng ngó sang. Câu đấy thì là chúng ta chỉ là âm hơi nhanh hơn một chút. Có nghĩa là đoạn đấy hiện tại hợp âm ở cái tông này thì nó gồm có hợp âm đô trưởng, re trưởng, si thứ và mi thứ. Thì cứ bạn cứ giữ hợp âm đánh hai cái xuống, sau đó chuyển là cách đấy là cách dễ nhất. Có nghĩa là sẽ là anh đợi chờ đôi mắt ngoan lại ngó sang, cái đấy dễ nhất. Em lặng im còn anh thì em lặng im.
anh thì ngồi về đoạn điệp khúc người yêu ơi yêu mình anh được không thì cũng không có gì cả, cũng chỉ là cái điệu disco là cái điệu có chạm thế thôi. Mình nhắc lại cái cách chơi điệu này nhá, nhịp của nó rất đơn giản này: xuống chạm lên lên chạm, tay các bạn lúc nào phải đưa thật đều nhá, xuống chạm lên lên chạm, xuống chạm lên lên chạm, xuống chạm lên lên chạm, cứ xuống chặn lên chặn là hết một vòng, có nghĩa là nó sẽ đổi là xuống chặn lên chặn, chuyển hợp âm lên chặn, chuyển hợp âm, được chưa? Rồi đấy là về cái vòng của cái điệu này. Còn bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn một chút về cách tập cái điệu chặn này nhá. Cách tập cái điệu chặn này về bản thân cái chặn ấy thì nó cũng chỉ là một cái xuống thôi, nhưng bình thường chúng ta xuống như thế này đúng không? Thì bây giờ khi mà nó có chặn ấy thì có nghĩa là các bạn đánh xuống nước này, xong rồi trong lúc mà nó vẫn ngân ra cái tiếng đàn này, nó vẫn ngân ra ấy, thì các bạn xoay cái phần thịt tay này ngay lập tức chạm vào dây, không cho nó kêu nữa. Đấy là cái chặn. Thì bước đầu khi mà tập điệu chặn này, các bạn đừng tập vào điệu vội, đừng xuống chặn lên chặn vội, và các bạn cứ tập cho mình cái tiếng chặn này thật chính xác đã, được chưa? Sau khi mà chặn mình cảm thấy ok, mình chặn cái nào cũng chuẩn cái đấy rồi, thì bắt đầu tập sang xuống và chặn, xuống và chặn, và xuống và chặn, và xuống và chặn. Mục đích tập xuống và chặn và xuống và chặn là gì? Là để cho cái tiếng xuống và cái tiếng chặn của các bạn nó hoàn toàn khác nhau. Vì nhiều khi các bạn tập chặn xong một lúc nó quen tay, thì lúc sau đánh xuống như này, xuống xuống chặn lên lên chặn, nghĩa nó cứ lúc nào cũng chặn với dây thành chặn như thế nhá. Cho nên là chúng ta hãy bỏ thời gian một chút tập chặn cẩn thận này, sau đó là xuống và chặn, và xuống và chặn, và xuống và chặn, sau đó thì bắt đầu mới tập vào điệu. Cái đoạn điệu khúc bắt đầu ghép vào sau này: người yêu ơi sau ấy, bạn mà không hiểu đại khái là thế, thì chúng ta vẫn có thể dùng cái điệu chặn hoặc điệu xuống lên xuống lên kia nhá. Vì nói chung là cái điệu này khá là đơn giản, các bạn có thể dùng hai điệu đấy để chơi, hoặc là một trong hai điệu chơi cả bài cũng được nhá. Rồi chúc các bạn chơi tốt.